Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là JK Gaming đây. Ở video này mình sẽ cày mắt cấp 2450. Ở cấp 1800 hoa người ta chê mình là gà. Nên mình quyết tâm cày mắt cấp. Hồi xưa em chê anh gà, giờ anh sẽ cày mắt cấp bờ rô VIP cho em xem. Các bạn yêu mến quý mình thì lên shop dịch vụ Rolex của mình mua nick về chơi hay mua game bát, thử vận may đều có nhé. Đảm bảo 100% uy tín, các bạn yên tâm mà mua nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thấy video mình hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, sau 3 tiếng thăm ngàn mình đã có được cục lửa Fergify. Bây giờ mình sẽ đi lấy Mele Dragon Talon thôi nào. Cày tiếp thôi nào, sắp bắt cấp rồi. We'll be right back.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Các bạn ơi, mình đã đủ điều kiện để lấy gót hu mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy gót hu mình cho các bạn xem. Các bạn cần nguyên liệu và đủ 400 mắt Peji của tất cả Mele V2 điều kiện thì chắc các bạn cũng biết hết rồi nên mình cũng không giải thích nhiều. Tốn 5 triệu tiền và 5.000 điểm ép. Lấy được rồi, bây giờ cày tiếp thôi nào. Tình hình hiện tại mình lỡ xóa hết video, mình cày từ 2150 đến 2425 rồi. Nên không có cảnh mình cày lúc 2150 nên các bạn thông cảm. Chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. 1 lít khô ảnh lọc một số video và ảnh không cần thiết lọc hết video cần thiết. Giờ mình sẽ cày tiếp thôi nào, sấm mắt cấp rồi.
Mình đã mắt cấp rồi các bạn ơi. Thấy video mình hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Mai mình sẽ úp video lấy song kiếm cho các bạn xem. Nhớ lên shop dịch vụ zolop.vn ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.